Quý vị kính mến, vậy là một tuần đã trôi qua kể từ thời điểm mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania. Ông Trump vẫn giữ lịch trình như dự định, xuất hiện tại Đại hội của Đảng Cộng Hòa, chấp thuận đề cử, đọc diễn văn. Tuy nhiên, dường như viên đạn sượt qua tai vị cựu Tổng thống trong vụ ám sát hôm vừa rồi đã làm cho Hoa Kỳ ít nhiều thay đổi, theo chiều hướng có lẽ là tốt hơn. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Nguyên Ngọc chúng ta cùng ngồi lại trò chuyện với nhau về chủ đề này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, theo đài BBC, hình ảnh của vụ ám sát hụt vào hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 7 vừa qua vẫn đang chiếm lấy tâm trí của các đại biểu từ khắp nước Mỹ và các vùng lãnh thổ của nước này. Trỗi dậy niềm tin, Chúa phù hộ Hoa Kỳ. Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào ngày 15 tháng 7 vừa qua ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, đại biểu Joe Mullins nói rằng, vụ việc hôm thứ Bảy khiến tôi sợ hãi. Chúng ta sẽ ở một thế giới hoàn toàn khác nếu viên đạn chệch nửa inch. Tôi đã khóc và tôi chưa bao giờ khóc như thế từ ngày mẹ tôi qua đời. Còn thượng nghị sĩ tiểu bang Nam Carolina, ông Tim Scott, một trong những cái tên trong danh sách rút gọn cho vị trí phó tổng thống của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì nói với đám đông rằng, nếu bạn không tin vào phép màu trước hôm thứ Bảy, thì bây giờ bạn đã có lý do để tin rồi. Vào hôm thứ Bảy, ác quỷ đã đến Pennsylvania với một khẩu súng trường, nhưng một con sư tử Mỹ đã vùng dậy và gầm lên. Vâng thưa quý vị, vụ ám sát khiến cho người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi về an ninh và nếu như ông Trump không quay đầu lại xem biểu đồ, thì có lẽ nó sẽ ra sao? Giống như thượng nghị sĩ Steve Daines, Đảng Cộng Hòa Montana đã nhắc nhở rằng, suýt chút nữa là chúng ta phải tổ chức lễ tưởng niệm thay vì hội nghị đề cử. Và ngay tối nay, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã bảo vệ cựu Tổng thống Trump. Theo suy nghĩ của nhiều người Mỹ, thì nhờ ân điển của đấng toàn năng mà Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vẫn diễn ra như thường lệ vào ngày thứ Hai ngày 15 tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng sau vụ ám sát với tai phải được băng lại. Cựu Tổng thống bước vào sân đấu của Đại hội, một nắm tay giơ lên theo giai điệu của bài hát God Bless the USA, nghĩa là Chúa phù hộ nước Mỹ. Viên đạn định mệnh thay đổi cựu Tổng thống Donald Trump. Sau vụ ám sát bất thành thì ông Trump đã có những thay đổi. Ông tiết lộ với New York Post rằng, tôi đã chuẩn bị một bài diễn văn cực kỳ cứng rắn, thực sự hay về chính quyền tham nhũng và tồi tệ này, nhưng tôi đã vứt nó đi rồi. Và bài diễn văn mới được chuẩn bị với tinh thần mong muốn cố gắng đoàn kết nước Mỹ. Trong đêm cuối của Đại hội Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đã cam kết trở thành Tổng thống của tất cả mọi người. Ông nói, sự bất hòa chia rẽ trong xã hội chúng ta phải được hàn gắn. Là người Mỹ, chúng ta gắn kết với nhau bởi một số phận chung và một vận mệnh chung. Ông cũng nói thêm, chúng ta cùng nhau vượt lên hoặc chúng ta sẽ tan vỡ. Và tôi đang tranh cử Tổng thống cho toàn bộ nước Mỹ, chứ không phải một nửa nước Mỹ, vì không có chiến thắng nào cho một nửa nước Mỹ. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng dường như ngữ khí của ông Trump ôn nhu hơn trước. Theo The Epoch Times, phong thái và cách trình bày của cựu Tổng thống Donald Trump đã dịu xuống đáng kể so với những bài phát biểu đầy thách thức trước đây. Bà Tara Gretchenfield, một tình nguyện viên chiến dịch tranh cử của ông Trump ở Iowa, cảm thấy trải nghiệm cận kề cái chết đã thay đổi người lãnh đạo đảng này. Bà nói, tôi cảm thấy như thể ánh mắt của ông ấy đã thay đổi, ông ấy đã ôn nhu hơn. Tôi nghĩ ông ấy có thể cảm nhận được tình yêu của mọi người, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Và có lẽ ông Trump biết ơn hơn bao giờ hết khi vẫn còn sống. Nhà lãnh đạo tôn giáo Francis Graham cho biết, không nghi ngờ gì nữa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có trải nghiệm cận kề cái chết. Những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua đó sẽ thay đổi chúng ta. Vụ ám sát đã thay đổi cả đối thủ cũ. Vâng, kính thưa quý vị, điểm nổi bật mà báo The Epoch Times nhận thấy tại Đại hội của Đảng Cộng Hòa đó là tinh thần đoàn kết. Đảng Cộng Hòa dường như đoàn kết hơn so với trước đây. Dân biểu Rick McCormick nói rằng, tuy chúng tôi có một số khác biệt, nhưng chúng tôi đều cùng một đội. Các đối thủ chủ chốt của cựu Tổng thống trong cuộc tranh giành đề cử của Đảng Cộng Hòa, Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Thống đốc South Carolina Nikki Haley cũng lần lượt lên tiếng trong buổi tối hôm thứ Hai của hội nghị. Mặc dù cả hai chính trị gia này đều ca ngợi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng sự ủng hộ dứt khoát của bà Haley, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc mới đây là điểm nổi bật. Các đối thủ cũ, thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida, thượng nghị sĩ Ted Cruz, Texas cũng đã lên sân khấu. Hai ông đã thua cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016. Cựu Tổng thống Trump đã chọn một người từng phản mình làm phó tướng.
Như quý vị đã biết và xem rất nhiều thông tin trên mạng xã hội, thì một trong những điều khiến cho người ta bất ngờ đó chính là việc ông Trump chọn thượng nghị sĩ DJ Vance của Ohio đồng hành trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay. Bởi lẽ, khi ông Trump lần đầu tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, thì một trong những tiếng nói thường xuyên chỉ trích ông trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đó chính là ông Vance, cựu quân nhân trẻ tuổi tốt nghiệp trường luật, nhà đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon. Tôi không thể chịu nổi ông Trump, ông Vance đã nói với NPR vào tháng 8 năm 2016 khi ngôi sao truyền hình thực tế Trump trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Tôi là một người never Trump, tôi chưa bao giờ ưa ông ta. Ông Vance trả lời phỏng vấn nhà báo bảo thủ Charlie Rose vào tháng 10 năm 2016 vừa qua, một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống năm đó. Never Trump là phong trào hình thành với mục tiêu ngăn ông Trump nhận đề cử từ Đảng Cộng Hòa vào năm 2016 nhưng đã bất thành. Sau khi không thể ngăn được ông Trump đắc cử vào năm 2016, thì phong trào này đã hướng đến mục tiêu đánh bại ông trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2020. Ông Vance đã nhiều lần công kích ông Trump, mô tả cựu Tổng thống là gã ngốc, đáng bị lên án và không phù hợp để vào Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng sau khi ông Trump nhậm chức và trở thành người thống trị Đảng Cộng Hòa, ông Vance đã dần dần thay đổi quan điểm. Chính trị gia trẻ tuổi đã công khai xin lỗi ông Trump khi trả lời phỏng vấn với Fox News vào năm 2021. Một năm sau, thượng nghị sĩ Vance được ông Trump hậu thuẫn, đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ Tim Ryan trong cuộc bầu cử giữa kỳ và thắng thế thượng nghị sĩ bang Ohio. Trong một cuộc phỏng vấn vào hồi tháng 5 với đài CNN, DJ Vance đã nói với người dẫn chương trình Dana Bass rằng "Tôi từng không nghĩ rằng ông ấy sẽ trở thành một tổng thống tốt, Dana, và tôi rất, rất tự hào khi được chứng minh là mình sai. Đó là một trong những lý do tại sao tôi đang làm việc chăm chỉ để giúp ông ấy đắc cử." Vâng và thưa quý vị, theo đài PBS, trước người ủng hộ bên lề Đại hội Đảng Cộng Hòa tại Milwaukee, tiểu bang Wisconsin vào ngày 18 tháng 7 vừa qua, thì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kể lại vụ ám sát hụt, cho rằng mình thoát chết là nhờ có Chúa và biến cố đã thay đổi suy nghĩ của ông về cuộc sống này. Ông nói, tôi đã có buổi vận động tranh cử tuyệt vời nhất, thế rồi tôi bị bắn. Chẳng hiểu sao điều đó lại xảy đến, nhưng tôi đã may mắn. Viên đạn không hoàn toàn bắn trượt, thật kinh khủng. Nhưng đây cũng là điều tuyệt vời đối với tôi. Kinh khủng nhưng cũng thật tuyệt vời. Nó khiến cho tôi thay đổi thái độ, thay đổi cách nghĩ về cuộc sống này. Chân thành mà nói, sự kiện này đã khiến tôi trân trọng Chúa nhiều hơn. Có điều gì đó đã thay đổi trong tôi. Sau hàng loạt những vụ kiện tụng đòi kết tội ông Trump thì dường như là thần tích đã xảy ra với vị cựu tổng thống này. Có thể nhiều người còn nhớ vụ bạo loạn tồi tệ xảy ra ngay sát nhà thờ St. John's vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, dòng người biểu tình phản đối cảnh sát sau cái chết của người da màu George Floyd. Nhà thờ St. John's nằm cách Tòa Bạch Ốc chỉ vài tòa nhà và được gọi là nhà thờ tổng thống vì có nhiều tổng thống, bao gồm cả ông Trump, đã dự các buổi lễ tại đây. Người biểu tình vào ngày 31 tháng 5 đã phun sơn, gây ra những đám cháy lớn tại tầng hầm và bên ngoài nhà thờ, dẫn đến hư hại một phần. Cựu Tổng thống Donald Trump khi đó đã xuất hiện với cuốn kinh thánh ở trên tay. Ít nhiều người khi đó đã có ý coi thường ông. Cũng trong đợt bạo loạn năm đó, thì nhà hoạt động Shulkin đã đề nghị phá bỏ một số tượng Giê-xu và tượng Đức Mẹ Mary bởi vì ông cho rằng các bức tượng này là hình tượng của người da trắng thượng đẳng. Tổng thống Donald Trump khi đó đã cam kết sẽ bảo vệ tượng Chúa Giê-xu và các bức tượng của cha ông khai quốc Hoa Kỳ trước sự phá hoại của những kẻ bạo loạn cánh tả. Vâng và phải chăng đây là lúc mà đức tin của ông đang được đền đáp? Và quý vị có bình luận gì sau những sự kiện chấn động này? Hoan nghênh tất cả những lời bình luận dưới video hôm nay và cảm ơn hết tất cả quý vị về sự quan tâm đến chủ đề hôm nay cũng như là đăng ký ủng hộ kênh. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự Nhiên. Xin kính chào và hẹn gặp lại!